Anh em trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì dạo này cuối năm cũng công việc nó hơi bận rộn, mình không có làm được clip nhiều, với lại không ít nhiều dòng xe. Thì hôm nay sẵn buổi tối mình có một chiếc xe Novo LX, hay gọi là Novo 4 á. Thì mình sẽ có một căn bệnh này mà mình sẽ giúp chỉ cho anh em, hướng dẫn cho anh em nào mà đang bị hoặc có thể tìm được nguyên nhân nó dễ dàng hơn. Đó là cái nguyên nhân xe chúng ta bị hết bình. Hết bình ở đây có nghĩa là chúng ta đã thay bình mới, thay sạc mới, và đo sạc thì vẫn sạc bình thường, mà chúng ta chạy thì vấn đề bình thường. Nhưng mà khi chúng ta về, chúng ta tắt từ chiều, tắt khóa từ chiều mà chúng ta để tới sáng ngày hôm sau chúng ta ra chúng ta để không được, thì thường thường chúng ta sẽ nghĩ ngay đến nguyên nhân, đó chính là cái bình ắc quy chúng ta nó không được bền, không cầm hơi. Cũng đúng, đó là cái nguyên nhân đầu tiên. Thì chúng ta sẽ đi đổi cái bình mới, thì có thể là do bình nó không cầm điện. Mà sau khi chúng ta đổi bình xong mà bình nó vẫn bị như vậy nữa thì không thể nào bị hai cái như vậy ha. Thì nó vẫn bị hết điện nữa, sạc đo vẫn sạc bình thường. Thì anh em lại tiếp tục, có thể tiếp tục đi đổi thêm một cái bình nữa. Giống như chiếc xe này mình đã đổi ba cái bình, mình đổi ở đây hai cái ha, mình đổi ở dưới kia đổi một cái là ba cái, của anh ấy đi đổi vô khác một cái nữa. Thì anh em sẽ rất là rối, tại sao xe đậu từ sáng đến ngày hôm sau thì lại hết bình. Thì đối với những dòng xe Novo 4 này thì mình sẽ cho anh em biết được cái nguyên nhân của nó. Đầu tiên thì mình đã kiểm tra hết cái xe này, thì xe này ngày xưa có đi chống trộm nè, tâm ra họ đã cắt dây từ lưa hết rồi, mình đã mở hết cái giác như này ra để kiểm tra thì thấy nó hoàn toàn bình thường. Lát mình sẽ quấn này lại sau ha. Thì ở trên xe á, khi anh em mà tắt khóa nè, nghĩa là đây là bật khóa nha anh em, bật khóa nè, nhậu cho ta tắt khóa nè. Thì khi tắt khóa thì đồng nghĩa việc chiếc xe chúng ta sẽ không có thể không có điện nữa, nhưng trên xe chúng ta sẽ có hai nơi luôn cung cấp điện, đó là ở đằng sau con IC này, cộng dây đỏ này nó luôn có điện. Cái này là do anh ấy đã đưa đến một tiệm khác làm, thì họ cũng xử lý được. Họ nói là anh khách nói là thợ người ta bảo là người ta cắt con dây này là nó bị điện ngầm, người ta cắt cái này ra rồi, nếu mà còn bị nữa là bó tay. Thì khi mà cắt con dây này ra rồi á anh em, thì cái bình nó đỡ hơn, cái này sáng vẫn còn đè được mà nó yếu, nhưng mà cắt ra đi cũng như nó giảm được 50% á, là nó sẽ qua ngày thứ hai nó mới hết bình cạn bình. Thì mình nói cho anh em rõ gì, cái sợi dây này, đây là sợi dây đỏ, nó sẽ truyền vô con IC để nó cung cấp nguồn điện. Thì ở đây cũng có một sợi dây màu nâu nữa, thì khi mà mình bật khóa thì dây nâu này ở dòng Yamaha nó sẽ có điện, thì nó cũng truyền vô IC. Thì anh thợ trước anh đã cắt sợi dây này ra, đang không cho điện vô trực tiếp nữa, mà anh lấy con dây đỏ này nè, con dây đỏ ở phía đầu IC anh nối vào con dây màu nâu, và khi bật khóa thì nó sẽ cấp nguồn cho hai sợi dây này, nó sẽ có nguồn điện song song để nó nuôi được IC, cái nó giúp cho IC điều khiển đánh lửa và cảm biến trên xe. Thì họ đã ngắt ra một phần, làm cách này là anh em có thể làm cách này trước tiên là ngắt sợi dây này ra, để mình sẽ đo cho anh em xem. Kéo cái kẹp cái bình này. Đây là chìa khóa mình đã tắt nha, mình đã tắt khóa và mình rút khóa ra. Thì công dây đỏ này anh em có thể nhìn thấy, mình sẽ test thử ha. Giờ đây mình chạm vô. Thì đây. Nó đã sáng đèn, là đồng nghĩa nó có điện. Đấy, nó có điện. Thì nó có điện thì nó cũng dẫn đến, nếu mà xe bình thường thì nó có không có ảnh hưởng gì đến hao bình. Nhưng chiếc xe này đang bị bệnh. Là Việt Nam đang đá nên mừng là hơi lớn nha mọi người. Này Việt Nam đá Nhật Bản. Mọi người nghĩ thì ở cắt cái này cũng vô ích, nhưng mà trước đó họ đã làm một lần. Đây là có thể là cái nguyên nhân đầu tiên đó. Thì đã xử lý xong thì nó vẫn còn có điện. Anh thợ chứ anh làm nó không, anh chưa quấn, nằm ra lát nữa mà sẽ quấn là sao. Rồi thì còn một nguồn nữa, đó là ở trên đầu đèn này nè. Anh em rút cái dắt của cái đuôi đồng hồ của nó, chiếc Novo ra, anh em sẽ thấy ở đây có một cái dây màu đỏ nữa. Thì là dây màu đỏ này nó cũng có điện trực tiếp. Đây, cái này nó giờ đó. Đấy, nhưng mà điều đáng nói ở đây là cái đồng hồ này nó đã bị khi mình bật khóa lên, cắm chìa khóa lên đây nha. Khi chúng ta bật khóa lên á thì một đồng hồ này nó có đang bị đi lâu năm á, nó bị mờ số rồi. Mình nghĩ là nó bị mờ số. Nó bị mờ số.
Rồi và mà số đâm ra là xe nó cũng giống như là đang bị là hư đồng hồ vậy đó. Thì khi mình tắt khóa thì mình tắt khóa rồi thì chắc chắn là mình tắt khóa rồi chắc chắn là điện nó sẽ không có xài chức năng gì hết. Thì đó, đây còn cộng dây nâu này, chúng ta chọt cộng dây nâu cũng không có điện nè. Đây cộng dây nâu kế bên nữa, mình chọt dây nâu không có điện nè, nhưng mà mình chọt thì cộng dây đỏ thì này có điện nè, chưa. Rồi thì cái nguyên nhân nữa để dẫn đến tình trạng mà bị hao bình qua để qua đêm hết bình thì đây là cái nguyên nhân do xe này đã bị hư cái đồng hồ, nên là mình gian rút cái giắc này ra nè. Đây là cái giắc cảm biến tốc độ anh em của xe Euro 4 để mình sử dụng rút cái giắc ra. Anh em thử đo cho mình đây, anh em cầm cái chiếc thư điện hoặc là cái đồng hồ cũng được. Đây trong đây nó có ba chân, anh em chọt đại cho ba chân luôn rồi cầm dễ lên nhanh nè. Đây ba chân anh em chọt đại cho mình nè. Mình chọn đây là cái chân đầu tiên không có điện, cái chân thứ hai đấy anh em thấy nó giờ bóng đèn nó sáng nè, sáng mà sáng kiểu như là tầm cỡ 5-6V vậy đó, nó không được 12V em, nó mờ nè. Đây là dòng điện bên cái chân này thì không có điện ha. Thì cái chân có điện này á là cái chân có điện là cái chân màu xanh lá ở màu xanh dương sọc vàng. Thì màu xanh dương sọc vàng này anh em có thể thấy trên đây nè, màu xanh dương sọc vàng đây đó có chân xe này đây đó. Dạ anh em chọt ở đây nó cũng có điện nè, đó thấy chưa. Mình chọt cái chân xanh dương sọc vàng nó có điện, thì đây chính là cái nguyên nhân dẫn đến xe này để qua đêm là sẽ bị hết bình nha. Đó chọn mát đàng hoàng, chọn mát đó đó em biết chưa. Nó cái chỉ số điện của trên cái đồng hồ nó có này chưa. Thì đây chính là cái nguyên nhân anh em nào đang đi xe Novo hoặc là xe dòng xe mà nào mà có thể mà kiểm tra lại mấy cái giắc điện này ha. Nó đây đèn sáng này em biết chưa, đèn nó sáng. Thì cách mà khắc phục cái tình trạng này, cách khắc phục tình trạng này thì do xe này không xài cái cảm biến tốc độ nữa, nghĩa là chạy không lên công tơ mét nữa, đâm ra là trước giờ đã không xài lâu rồi nhưng mà nó không có bị tình trạng hư bình. Thì sau này nó hư bình á thì mình nghĩ một phần cũng do cái đồng hồ này nó bị hư, một phần đồng hồ do cái đồng hồ này bị hư. Thì giờ cách xử lý của mình á thì đây là cộng dây đỏ anh em, mình sẽ cắt cộng dây đỏ này ra, mình lấy cái đầu này mình sẽ nối vô cộng dây màu nâu, cộng dây màu nâu này anh em. Thì xe chúng ta vẫn hoạt động bình thường nha. Ngoài giờ để mình sẽ cắt ra rồi cho anh em xem. Rồi thì mình đã cắt cộng dây đỏ ra. Đây cộng dây đỏ mình đã cắt ra và mình đã nối cho cộng dây nâu. Mình sẽ lấy cộng dây nâu của sau khóa, cộng dây nâu này của cái tóc tai nha anh em. Đây. Thì mình cũng nói luôn nha anh em, mình không phải làm điện chuyên nghiệp gì hết. Đây là cách mình xử lý như thế này. Thì đây, đối với chiếc xe này là chiếc xe này không có xài cái cảm biến tốc độ nữa, xe này là đã bị hư bộ nhông dưới rồi, nhà chủ xe cũng không cần phải xài cái đó nữa. Nên mình thì một số anh em có thể là rút cái giắc này ra thôi, không cần phải cắm vô đó nữa. Nhưng mà đây là cách mình làm là mình sẽ ngắt nguồn điện này ra để mình đi, để khi tắt khóa là điện nó không còn vô đây nữa. Thì giờ mình sẽ đo lại cho anh em xem cái thử điện thôi. Đây cái thử điện đây là mình làm sao khi mình xử lý này ha. Thì mình cầm cái giắc lên thì giờ mình sẽ đo đây ba chân, đây nó không hề có điện nữa nha anh em. Đây một chân, đây hai chân, như đây ba chân, nó không có điện nữa nha anh em. Đó mà khi chúng ta bật khóa lên á, mình đã bật khóa lên nè, bật khóa lên là đèn đồng hồ nó có, nó đang sáng lên ha. Giờ thì chúng ta sẽ đo điện xem có xuống điện hay không. Đây nó không xuống điện đó nha anh em. Đó thì đây xe này là để khắc phục tình trạng là cho chiếc xe này là không có bị gò điện nữa. Thì đây là cách mình làm chiếc xe này đó, anh em có thể thấy là mình gờ đây nó không có điện nữa. Để tắt khóa đi, đây tắt mình đã tắt khóa nha, nó không có điện anh em. Đó bóng đèn không sáng nữa, ba chân luôn, cả ba chân đều như vậy đó. Thì anh em nào có đang bị tình trạng xe hay hết bệnh như thế này mà đã bị thay cuộn lửa hay làm nhiều các thứ không hết á thì có thể thử cách này ha. Mình kiểm tra lại mấy cái giắc này, giắc cảm biến này, giắc cảm biến đồng hồ, cảm biến dưới
phía dưới này đó, đó là nó hai cái dắt của nó, anh em mở ra kiểm tra thì để tránh tình trạng là thay rất là nhiều thứ nhưng mà vẫn không hết bệnh được. Thì xe này thì chủ đi lâu năm bị cũ, nên là họ không cần tốc độ nữa, nên là không cần đo cái đồng hồ nữa, nên mình xử lý theo cách này. Khi chúng ta mở khóa thì sau cộng dây nâu sau khóa nó sẽ có điện, thì nó vẫn cấp nguồn cho cộng dây đỏ này để nuôi điện cho đồng hồ. Xe chúng ta sẽ vẫn có điện bình thường đây. Đó, này mình thấy nha, nó điện chúng ta vẫn có điện bình thường. Đây. Và chúng ta nhanh thì mọi thiết bị nó vẫn có điện, vẫn có ở ngoài hang đây, đèn nhanh đã sáng do mình tháo cái xi nhan kia ra rồi. Em ra là không có chớp. Đây. À. Rồi thì giờ chốt lại, mình đã vừa đã hướng dẫn cho anh em và cũng như giới thiệu cho anh em cách kiểm tra những cái dắt cảm bị bệnh sáng đậu ra là không có điện để đề nữa. Thì mong là anh em xem clip thấy hay thì hãy nhớ like, subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Thì mình sẽ cố gắng làm ra nhiều cái clip hơn, nhiều bệnh xe hơn để anh em có thể tự tìm hiểu, để tránh hiểu hơn về xe mình, để tránh tình trạng là thay rất là nhiều đồ nhưng bệnh không hết. Thì mong rằng anh em bấm nút subscribe kênh và bấm nút cái chuông để theo dõi mình để nhận được những nhiều clip hơn. Và hãy kết bạn Facebook với mình, nếu anh em nào có thắc mắc về bệnh xe thì có thể nhắn tin trên Facebook của mình thì mình sẽ trả lời cho anh em trong thời gian sớm nhất. Rồi bây giờ thì tạm biệt anh em và hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo nha.